Hello, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đam mê đồng hồ trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay, lời đầu tiên cũng như mọi khi, cho mình gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình phải không ạ? Một ngày thật là thành công. À, hôm nay, cũng như hôm qua, cũng có cái hộp bự. Con này rất đặc biệt nha. Hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị một cái màu xanh nữa. Nhưng mà cái màu xanh này nó đặc biệt cái màu xanh hôm qua nha. Màu xanh này là màu xanh kỷ niệm 50 năm nhà Rolex. Một màu xanh mà Rolex dành rất là nhiều tâm huyết ở đây. Ha quý gì ha. À, trên hộp giấy này đều là 118348. Một chiếc đồng hồ đầy đét, một chiếc đồng hồ dành cho tổng thống rất đặc biệt đúng không ạ? Mà phiên bản kỷ niệm 50 năm nữa thì chắc chắn sẽ rất đặc biệt ha quý chú gì ha. Nào, hôm nay hãy cùng mình khám phá chiếc tay đét dành cho tổng thống bản kỷ niệm 50 năm hôm nay nó có gì nha quý chị nha. Chiếc hộp to đùng luôn. Đó, hộp zin của hãng luôn nha, của nó luôn nè, 118348. Mình quay do camera trước cho nên nó hơi ngược thôi quý chị ha. Một cái logo vương miện mang tính biểu tượng quyền lực. Cái hộp to đùng dành cho sự giàu sang. Và một màu xanh cho sự phát triển thịnh vượng, hiểu ý gì ha? À, một cái logo vàng, một cái đôi bàn tay làm nên tất cả, hiểu ý gì ha? Rồi, chúng ta cùng mở ra xem nhé. Ở đây chúng ta sẽ có sổ và thẻ tác. Bạn kỷ niệm 50 năm mà phải đầy đủ tí phải không quý chị ha? Đây, 118348, kể cả tác luôn nha. À, cho vào đây gì làm rớt uổng. Đây đét hai cuốn sổ hướng dẫn sử dụng, và đây một chiếc đồng hồ được mua vào năm 2017. Tuyệt vời quý vị ha. 118348. Rồi, cái phần giấy tờ của chiếc này đã xong rồi. À, còn cả cái nắp đậy luôn nha quý vị nha, còn cả nắp đậy luôn nè. Đây sẽ cho quý vị xem nha. Khăn lau to, mọi thứ bỏ qua một bên đi. Mình quan tâm là quan tâm sản phẩm cái đồng hồ ha. Phần giấy tờ nó bỏ qua một bên quý vị ha. Đây cho quý vị xem nha. Một chiếc đồng hồ Red Day Date Day President. Một chiếc đồng hồ đặc trưng dành cho tổng thống. Chúng ta sẽ mở ra và chúng ta cùng tham khảo và tìm hiểu nó ha quý vị ha. Tem đáy còn nguyên luôn nè. Chiếc này rất đặc biệt và đẹp quý vị mình. Tuyệt vời luôn. Dây còn 22 mắt nha. Dây 22 mắt. Rất đẹp. À, màu xanh lá ngọc lục bảo đặc trưng của hãng, mặt số xoàng xanh lá cộng với niền kim cương thiên nhiên zin hãng. 118348 nha quý vị nha. 118348, đẹp chưa? Đẹp không tưởng luôn nha quý vị nha, đẹp không tưởng luôn. À, rất là tuyệt vời nha quý vị nha. Đây, với vòng size 36, máy 3155, biên độ dao động 28.800, 31 chân kính và chữ cốt 48 giờ. Đó là thông số của chiếc Rolex này. Kính sapphire ha quý vị ha. Máy 3155 nha. Đặc biệt, mặt số được đính full kim cương thiên nhiên và ngọc lục bảo. Mặt số cột số trò là ngọc lục bảo nha. Một màu xanh lá biểu tượng của Rolex và là bản kỷ niệm 50 năm nhà Rolex. À, 1.000. Quá tuyệt vời quý vị ha. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chiếc này cũng rất là đáng để quý cô chú với bạn mình sưu tầm trong bộ sưu tầm Rolex của mình. Mình sẽ đeo lên cho quý vị xem nha. Mình 75kg, tay 17 năm 18 nhưng mà đeo vào rất đẹp. Rất tuyệt vời phải không ạ? Chiếc này hôm nay giao lưu với lại quý cô chú với bạn mình với giá là 1.080.000.000 nha. 1.080.000.000 cho phiên bản Rolex Day-Date Tổng thống President, phiên bản kỷ niệm 50 năm nhà Rolex. Quý vị ha. Và tiếp tục hôm nay nữa thì sẽ giới thiệu hai chiếc đồng hồ là và giới thiệu đến quý vị một chiếc đồng hồ được mệnh danh là phức tạp nhất của nhà Rolex. Đó là chiếc đồng hồ nào ạ? Size to, dành cho những tín đồ tay to. Và cũng như thường lệ, chúng ta tìm hiểu về cái giấy tờ của nó ha quý vị ha. Chiếc này là thẻ chip rồi. À, sổ thẻ không có hộp nha. Hộp cho mình kiếm sau, nhà mình hết hộp rồi. À, có nhiều hộp về cái những người mua những cái đồ không có hộp, cứ xinh xinh nó hết rồi thành những cái hồ xịn, cái cuối cùng là không có hộp. Với 5
mua là 2020, mã số là 326933. Một chiếc đồng hồ Sky Dweller được dịch ra là chú tể của bầu trời. Size 44, đờ mi vàng vàng, nghi MT 2 múi giờ. Và đặc biệt hơn nữa, con này là ngày và tháng nha quý vị nha. 12 cái cọc vạch giờ là tượng trưng cho 12 tháng. Và chỉnh giờ con này cũng rất là độc đáo. Chúng ta có thể chỉnh giờ giấc. Mình để chỉnh thử quý vị xem nha. Máy này chỉ có tới 72 giờ được nha quý vị nha. 72 giờ. Một bộ máy mệnh danh là phức tạp nhất của nhà Rolex. Khi chúng ta chỉnh, chúng ta rút một cái bình thường như thế này. Nè. Chúng ta rút hết đất ra mà chúng ta quay không thấy nó chỉnh được cái gì hết. Nó lỏng hết. Một nấc cũng không quay được mà hai nấc cũng không quay được, đúng không ạ? Thì muốn chỉnh chúng ta làm sao? Chúng ta để cái đồng hồ thế này ha. Nè, chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ một nấc đầu tiên, chúng ta sẽ chỉnh được. Chúng ta sẽ chỉnh được ngày nè. Đó. Thấy không? Lên xuống nha. Đó. Chúng ta chỉnh nấc thứ hai, chúng ta sẽ chỉnh được kim ghi MT. Chúng ta chỉnh nấc thứ ba, chúng ta sẽ chỉnh được kim giờ. Và khi chúng ta muốn chỉnh tháng thì chúng ta chỉnh ở nấc ngày. Ngày nó sẽ chạy nhảy tháng nha. 31 ngày sẽ chạy nhảy tháng. Và chúng ta quá thì sẽ quay ngược lại. Size 44, đờ mi vàng vàng, hàng lướt nha quý vị nha. Siêu lướt luôn, rất đẹp, tuyệt vời luôn. Quý chú chú mình xem nha. Đó. Giao lưu chiếc này với lại quý cô chú chị của mình với giá là 438 triệu. Tuyệt vời nha, rất là tuyệt vời. 326933. Hồi đó mình có mấy con vàng khối mình bán hết rồi. Hôm nay thì về được con đờ mi nha. Dành cho các bạn nào tay to, rất to mới đẹp nha. Chứ mà tay nhỏ nhỏ đeo vô nhìn nó không có hạt đâu. Đó, mình nói thật. Tay mình thì nói chung đeo vô cũng được đó, nhưng mà mình thấy là phải to một tí nữa. Đeo nó mới ok quý chứ mình. Đây. Hạt ta. Đẹp không quý chứ mình? Rất đẹp đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Hôm nay sẽ giới thiệu đến quý chứ mình hai chiếc đồng hồ thế thôi. Hai chiếc đồng hồ ha. 1.080.000.000 và 438.000.000. Tất cả những hàng này mình bao chính hãng và bao quay đầu 10% trong vòng 3 đến 5 năm như quý vị nha. Về sau có thể là 15-20% thôi. Tất cả những hàng bán ra về sau bao quay đầu không bao giờ quá 20% cả, 10% thôi quý vị nha. Vì sau này mà thí dụ như sau này giá nó không có đổi gì, quý vị với mình cũng đâu cần phải bán cho mình, rất là nhiều chỗ bán về hàng chính hãng thật mà, đúng không ạ? Hôm nay mình có một chiếc kim cương thiên nhiên cũng rất là đẹp. Bản thân nó là giấy kim định gia. Được trước mình bán cho một cái anh kia, thế là anh làm nào để mất cái tờ giấy của mình. Thế là mình phải đi kiểm định lại của SGC. Và mã cạnh da nó cũng còn đây luôn nha quý vị nha. Mã cạnh da nó còn luôn nha. 7342109515. Đó. Và cái này là nước L với số ly là 7 ly 89. 789 số rất đẹp nha. Đứng trên một cái vỏ ngoài rất tuyệt vời. Siêu lửa luôn quý vị nha. Sáng trưng chưa? 7 ly 89. Giấy kiểm định đầy đủ nha. Một cái vỏ nhẫn ngoại nữa. Kiểu dáng rất là độc đáo nha. Đi tay 20. To, trắng bóc không? Giao lưu với lại quý cô chú chị bạn mình hôm nay 268 triệu. 268 triệu chúng ta có nguyên một chiếc 7 ly 89 chúng ta đeo rồi. Nước L kiểm định da. Mã số cạnh còn nguyên nha. Cái tờ giấy thì không còn, nhưng mà giấy kiểm lại thì có đây luôn rồi nha. Đây, mã da nó cũng đề trên đây luôn nha. Đó. Hoặc quý cô chú anh chị có thể tham khảo trên trang của da quốc tế GIA.edu. Chúng ta tra cái mã nó sẽ ra thông số. Có gì ha? Tất cả những cái giấy da đều tra mã lên được hết. Đẹp chưa? Rất là tuyệt vời phải không ạ? Trắng bóc luôn. 268 triệu. Hôm nay thì mình nhập khoảng cũng 5-6 chiếc. Nhưng mà dành riêng giới thiệu hai chiếc này để quý cô chú anh chị bạn ha. Có lẽ là ngày mai mình cũng có chuyến bay Hải Phòng nữa, cho nên là chắc có lẽ là chủ nhật, thứ bảy hay chủ nhật gì đó mình sẽ lên một clip dài. Chủ nhật này chắc có lẽ thứ sáu Hải Phòng, nhiều khi thứ bảy mình mai mình về, thứ sáu mình đi trong ngày mình về Hải Phòng, thứ bảy có lẽ mình có lịch Vũng Bà Rịa Vũng Tàu. Chắc hẹn chủ nhật mới giao lưu quý vị thành phố Hồ Chí Minh được ha. Vẫn hẹn giao lưu tại 96/24 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh ha. Và cơ sở Hải Phòng của mình thì tháng sau sẽ đi hoạt động. Mình thì cái tiêu chí của mình thì bây giờ không biết nói như thế nào, nhưng ráng cố gắng mở rộng kinh doanh thế nào để mà thuận tiện quý chú như anh chị các bạn giao lưu khi nào hay khi đó. Những ước mơ của mình sẽ mở 4 điểm.
hai điểm hai đầu ở Sài Gòn và hai điểm hai đầu ở miền Bắc Hà Nội ha, cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó trong vòng 2 năm ha quý vị ha. Đó, ví dụ ở mé miền Tây thì mình có dưới Thạch Lam này rồi đúng không ạ, mình cố gắng mình mở mé miền Đông, ví dụ như ở Thảo Điền chẳng hạn, hay là ở khu Sa La hay gì đó ha quý vị ha. À, cái đó là dự định thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ phấn đấu, phấn đấu. Còn ở miền Bắc ví dụ mình mở Hải Phòng được không ạ, mình cũng sẽ phấn đấu thế nào mình sẽ mở về Vĩnh Phúc hoặc là Phú Thọ nha quý vị nha, nha. Để mà tiện cho quý chú anh chị và các bạn đến giao lưu, chia sẻ và thỏa niềm đam mê ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Mến chúc quý chú anh chị và các bạn một ngày thật là an lành, vui khỏe và thành công ha. Hạnh phúc bên gia đình. Đừng quên like và thả tim ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chân thành cảm ơn.